Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go Minecraft. Nhưng nếu bạn chạm vào màu xanh lá, bạn sẽ ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ sinh tồn bình thường như bao ngày khác, nhưng nếu bạn chạm vào màu xanh lá thì bạn sẽ hẹo. Và tất nhiên như các bạn biết đó, trong Minecraft màu xanh lá chiếm đa phần là màu chủ đạo rồi. Các bạn đoán thử xem ngày hôm nay Siro và Ruby sẽ làm gì để có thể sống sót qua được thử thách này nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên đây là một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube của Siro Official để Siro có được nhiều video hay hơn. Và nếu như các bạn muốn làm nhiều video thử thách như thế này nữa thì các bạn đừng quên cho video này đạt được 10.000 like nha. Còn bạn nào muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về Ro thì theo dõi các trang mạng xã hội của Ro gồm có Facebook, Instagram, TikTok và đặc biệt hết tham gia vào nhóm bộ tộc sói để có thể chia sẻ những thông tin về Siro cùng với những bạn khán giả khác của Ro nha. Còn nếu ủng hộ cứng hơn nữa, đăng ký kênh Siro BNG, quay về blog Mango, kênh HL Siro là quay về Free Fire và kênh Siro Gaming là kênh để livestream. Nhưng mà bởi vì dạo gần đây thì bọn mình đang chuẩn bị phải chuyển nhà sang công ty, đó là những cái kênh khác ngoài kênh Siro Official mình sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi nào ổn định chỗ ở thì mình sẽ tiếp tục livestream cũng như ra những video ở những kênh phụ khác cho các bạn cùng xem nha. Mong các bạn thông cảm cho Ro. Còn bây giờ thì vào video thôi nào, let's go. Động đất à? Không, chính là Ro đã đi lên. Ôi xin đi cô ơi. Oh my god. Ôi trời ơi, kỳ quá rồi, đang chơi gì vậy? Ôi ôi ôi, xin được không? Em đã hồi xin được rồi. Ôi xin được không? Ra đụng vô mấy cục đất là em chơi hay không? Thì ra anh dám chơi trò cũ. Ok, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Như kênh đã quay dừng xin phép mấy tầm dụng quay và xin bước bắt đầu quay trở lại với chiến đấu của Shadow. Chúng mình là tôi, tôi sẽ đây. Và như Ruby hồi nãy đã nói đó anh em ạ, chính xác đó chính là ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Minecraft sinh tồn. Nhưng các bạn sẽ không được chạm vào cái khối cỏ này. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì khi chạm vào cái khối cỏ này thì các bạn sẽ niệm luôn á, là anh em về giống bà luôn, về đất mẹ luôn á. Ru là cát rồi đó, Ru đang đâu luôn? Em đang ở dưới hang. Không lẽ qua chỗ em đâu? Màu xanh, tôi đụng với cái màu xanh gái là tôi niệm luôn anh em ạ. Nên là bây giờ tôi phải đi cực kỳ cẩn thận mà, em biết không luôn. Gì anh? Hình như anh với em chơi ngu rồi á. Làm gì? Bây giờ mình không được đụng vào màu xanh đúng không? Ừ. Bây giờ xung quanh chúng ta toàn màu xanh đi. Tại anh chứ ai biểu anh đánh em? Ai biết đâu, đó là gà nãy mình đứng ở đằng kia là ngon rồi, tại đằng kia nó có cát nó màu vàng anh em ạ. Bây giờ tôi với Du phải là đào đất đi lên nữa anh em. Oh my god. Ừ, có người đào đường đi lên sướng quá anh em ơi. Ai anh tôi điểm đẩy anh ra ngoài không? Anh tin không? Vậy em nói gì cơ, anh lắp đường lại được nha. Thôi lẹ đi cho người ta lên chứ người ta đói. Từ từ đợi tí. Đây anh em thấy chưa, tôi giờ tôi phải gọi là Ru nó lừa đến cái mức mà nó bắt tôi là đập đường nó đi luôn nè anh em thấy không? Oh my god. Thì em có lắp bây đâu? Giờ bây giờ là anh thì anh cũng có lắp đâu. Thì giờ anh em mình hợp sức nhau làm nè đó. Thờ anh thấy cái hợp sức của em là thôi một mình Ru làm đi, để Ru đi bộ Ru hưởng đúng không? Ru ơi, để anh tặng cho em một cái câu này, người đời ta từng nói rồi, làm gì làm chứ ngu là không chối cãi được nha. Đó, bây giờ mình đang tiến vào cái cây này, mình cứ đào đất như này là mình sẽ không có bị gọi là dính cái màu xanh lá được. Đó, còn Ru là Ru ngáo, Ru không biết đâu đó. Nói giờ hay giờ tôi nói mà không nghe. Ru ngáo rồi biết đâu đất đâu. Anh ơi, anh đang đâu vậy? Anh ơi. Em cứ đi thẳng là em sẽ thấy anh mà. Trời ơi, nãy em chỉ cần đụng nhích một miếng thôi là em đi luôn rồi, em niệm luôn rồi. Đúng rồi, trò này khó lắm các bạn à. Nên là các bạn nào ủng hộ thì các bạn đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube của Siro Official để Siro có được nhiều video hay hơn nha các bạn ơi. Và giúp cho video này là được 10.000 like nha các bạn ơi. Oh my god, bây giờ chắc tôi nghĩ là tôi phải lấy cái xẻng, tôi chế tạo một cái xẻng thôi anh em. Yên tâm, để anh xới đất cho Ru. Đây, sẽ không có bất kỳ ai bắt nạt Ru được nữa đâu. Đây, anh đang xới đất cho Ru nè. Đó. Hello. Tự nhiên anh bảo xới đất cho em thì em thấy anh kế bên em vậy. Bây giờ anh xới đất cho em mà, giờ anh quay trở về chỗ này sao anh xới đất cho em được? Thì em cười một tí thôi, anh tí cũng giận. Ủa anh đang anh ơi, từ từ rõ ràng là tôi đâu có đụng vô đất hay là tôi đâu có đụng vô cái màu xanh lá đâu, sao tôi vẫn chết vậy? Anh ơi, em xới đất cho anh. Ok, em lấy xẻng xới đất đi. Anh quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Đây em xới đất cho anh đi, anh yên tâm đi. Đâu xẻng đâu? Tới đi. Em cầm đây, đây. Ui, đúng rồi, tại sao anh em mình lại ngu vậy? Anh em mình lại sao lại không đi tới cái chỗ mà có cát gì kìa?
Thôi em lùi ra sau đi để anh làm nha. Em lùi ra sau đi. Ờ được rồi đó hả? Em... Ờ em. Chị kia ơi. Ủa sao em chết? À, cái lúc mà em đặt cái cục đất là cỏ nó mọc dưới chân em rồi. Không đỡ được ra, cỏ nó lăn nhanh vãi cả chuối luôn á. Oh my god. Ai? Tức quá. Tức quá. Cô ơi, cô ơi, anh tới rồi, anh tới rồi. Cố lên, cố lên. Đây, 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 anh tới rồi, anh tới rồi, anh tới rồi. Yes. Anh tới chứ em có tới đâu. Sống rồi, sống rồi, sống rồi. Anh tới nè, cố lên luôn ơi, cố lên luôn ơi. Ôi mày có bên đây màu vàng nhiều lắm luôn ơi. Bên đây màu vàng nhiều lắm luôn ơi. Anh ơi, anh tới, em tới đâu. Em yên tâm, anh sẽ chờ em, anh không bao giờ bỏ rơi cô đâu. Qua đây cô ơi. Đây, tại vì xíu nữa là nó cũng nó mọc lại hả? Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Cái này là mày lỡ chân mày đạp vô cái cục cỏ là không có chối cãi được nha. Trời ơi, đạp cỏ cũng dính nữa. Đói lội là đạp vô màu xanh lá, bị chết mà. Thôi bây giờ mình đi, mình chờ Ruby nè mà. Thầy Ruby ngáo rồi, núp Ruby. Tomorrow. Tèo 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 tèo. Em có biết qua giúp em đây. Em có biết là chờ em tới hết cả thanh xuân luôn. Em có thấy trời nó tối luôn rồi không? Anh phải qua giúp em chứ. Làm sao anh giúp em được trong khi anh chạy lại lỡ nó màu xanh lá xong nó mờ lên là sao? Ok đi qua đây. Một đống mua vàng mà. Từ từ, đừng chạm vào những cái cục cỏ ở dưới nha. Đừng chạm vào mấy cục cỏ ở dưới. Em đâu? Em đang đập cát để lấy để đi. Từ từ nha. Ê, ở dưới kia có cái đường xuống không xuống? Đi cái đường đó. Bên kia. Ồ, ra vậy. Thấy rồi, từ từ. Đây. Được. Đã nói rồi, đừng có đụng vô cái cọng cỏ. Thời luôn á cô. Mày đi, mày để giùm anh coi. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Vô, 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 giùm mày. Mày cho mày, vô. Vô đây. Vô. Vô. Bất lực của anh em, bất lực. Xuống đây ngay. Nhanh. Đây, đang xuống nè. Vô. À rồi. Cầm cỏ, cầm cỏ. Đây, tao nghi mày cầm cỏ. Rồi, bơ đây, bơ đây. U, bên đây nhiều màu vàng lắm luôn ơi. Bên đây nhiều màu vàng lắm. Đây, màu vàng không thấy không? Ồ. Ok ok. Có gỗ rồi, có gỗ rồi. Rồi sao anh nghe tiếng mày đập cát vậy? Thì đập để lấy đốc. Làm gì? À, anh đụng cái reel hả? Tèo 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 tèo. Anh ơi, bây giờ mà anh đập cái đó thì nó sẽ có rớt cái rong reel vô mặt anh không ta? Chắc không đâu. Rớt cái rong reel ra thì nó cũng đâu có trúng mình đâu mà mình sợ, đúng không? Rồi em sẽ lấy cái cục đá này. Ở lộn, cục, cục, đây là cục. Cô ơi. Cái gì anh? Vậy nè. Tèo 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 tèo. Anh nghĩ là anh sẽ đi xuống dưới đây, anh lấy đá đây, lấy đá đây làm đồ đá đây. Chứ bây giờ mình không có đồ đá, mình bây giờ mình đào, tiếp tục đào gỗ thì mình sẽ đào rất là lâu anh em ạ. Đó là mình sẽ đào xuống dưới. Không sao. Em chơi được, dâm ba mấy cục gỗ này. Ủa rồi, Gu cứ gáy đi, Gu cứ gáy đi. Gu không định là nâng lên đồ đá hay sao mà Gu định gọi là chơi đồ gỗ hoài hả Gu? Thì em phải lấy một cái đồ gỗ xong rồi. Tèo 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 tèo. Ủa cái này đâu phải màu xanh lá đâu anh em. Cái này màu cam mà. Nó có một trăm xanh lá thì cũng tính hả? Anh ơi. Vậy. Anh có biết tại sao không? Anh em nhận ra là thay vì em làm cây 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 cúc thì tại sao em lại không làm cây búa? Hả? Ủa? Khoan. Cây cúp với cây búa là gì? Ủa cây cúp với cây búa? Ủa là sao? Quỷ nè. Biến. Biến. Ở trong ma rớt làm gì có cây búa? À cây... Lộn. Tại sao? Thay vì em làm cây cúp thì em lại không làm cây cúp. À không phải. Không. Tại sao em lại... Thay vì em làm cây cúp mà em lại làm cây rìu? Ờ, nhà yên là vậy anh. À thịt cá. Mừng thịt tụi nó. Cá. Fishing. Mừng thịt tụi nó em ơi. Thịt cá buồn lắm. Ồ. Ồ. Oh yeah. Cái này nữa. Cái này nữa. Cái này nè. Cái này nè. Cái này nè. Yeah yeah yeah. Mày. 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 Yeah. Ồ từ từ anh em à. Tôi nhớ không nhầm, hình như là cái con sông này dẫn ra biển. Mà cái biển hồi nãy mà tôi đứng ở lúc đầu video anh em nhớ không? Tôi nhớ không nhầm là tôi nhìn ra xa xa là có gọi là... Ồ! Rô ơi! Sa mạc! Sa mạc Rô ơi! Sa mạc! Ui, ui, có sắc cái đây, có sắc cái đây, có sắc cái đây. Từ từ, để tôi lên tôi đào ít gỗ anh em. Yeah, có sa mạc rồi. Từ từ, bây giờ mình phải chặt mình lấy ít gỗ rồi đã. You are for fishing? Yeah. Anh đi nữa rồi Rô ơi. Chúc mừng anh. Anh ơi! Ủa đâu rồi?
Cái gì anh đang cố gắng để lấy lại đồ của mình. Oh my god. Trời ơi, em gặp một người rất là đẹp trai ở đây, đó chính là Ripper. Ripper mà em gọi là người. Ê, Ripper màu xanh lá cây, nếu mà em đụng vô nó là em chết không? Mà nếu mà thật ra nếu mà em không đụng vô em đụng vô nó thôi, em đụng vô nó thôi. Em đụng vô nó em sẽ chết, mà nếu em không đụng vô nó thì em cũng chết, mà tại vì nó màu xanh lá mà, phải không? Bây giờ mình sẽ xuống biển mình đào sắt các bạn ạ. Oh my god, đây là một chiếc video rất bất ổn nha. Holy moly. Đâu ai, em đâu ai? Em đang trên đồi cát nè, anh em đang đập cát. Để xem lâu đài. Em ơi, lâu đài. Ok, thế thì em ở trên em đập cát đi, để anh dưới đây anh đập sắt nha. Em đang đập cát nè anh. Nè, bao nhiêu sắt anh sẽ lấy hết. Ủa anh uống cái thuốc gì vậy? Anh đâu uống thuốc gì đâu. Ê, không chết, anh không chết hả? Anh có cửa, anh có cửa. Cửa gì? Em đặt cửa xuống là nó không có bị mất oxy. À, chơi xin đứng chung đi. Để anh cho em cái cửa nè. Sao lưng. Oh my god. Nãy giờ chắc luôn không đập được cục sắt rồi đâu ha. Em đập được 3 cục. Ủa, đó mà bây giờ mày đi đập. Từ từ, giờ em mới đập nè. Anh từ từ, cái gì nó cũng phải từ từ. Thôi, vô lừa quá, anh biết mà, anh biết vô lừa mà. Trường ghê. Hình như là hết sắt rồi, em biết anh là người lấy á. Ê, nói cho đúng nha. Anh là người đào, anh là người lấy nha. Nha, giờ em anh là người lấy. Ok, em là nhất em luôn đúng, ok. Các bạn giả, các bạn thấy ai là người đào anh em để bình luận phía dưới nha các bạn. Như tôi cay quá anh em rồi. Cái dành công bây rồi. Bây giờ anh đào phải là của em chứ. Ủa? Đâu ra cái định lý đó vậy bạn? Em. Không. Đồ của anh sẽ là đồ của anh. Đồ của em vẫn là đồ của anh. Đồ của anh sẽ là đồ của em. Đồ của em vẫn sẽ là đồ của em. Không, ngược lại. Không, em thích vậy được. Không, ngược lại. Không. Không. Bắt kệ. Ngược lại mày. Không, em không thích đẹp, em thích dễ được. Kệ em đi. Không. Giờ anh không thích dễ, anh thích em có được không? Yêu. Yêu. Không. Em BD. Ờ, anh cũng BD. Hai ta cùng BD. Ờ. Chúng ta có thể hóp cái kiếp sống dưới biển này được không vậy? Không, chúng ta phải đi đào đủ sắt rồi chúng ta mới đá. Ui. Ừ, em đập biết khi nào biết. Sắp chết anh ơi, anh ơi, sắp đi đến rồi. Ủa, em muốn lên rồi, tạm biệt. Em không đem rìu xuống đúng không? Em phải đem rìu xuống em đập cái cửa chứ. Đây okay. Không có gì cả. Thôi anh đi lên này, bye bye cùng. Yeah. Ủa? Yeah, anh đã lên trên rồi. Nhưng mà hình như không phải cái cồn cát nè anh em ơi. Mình phải bơi đi ra khuyên một đoạn nữa. Thế thì chúng ta phải đem thuyền thôi. Rủ đâu? Em bị kẹt dưới biển rồi. Bơi lên, bơi lên. Nhưng mà không biết bơi chỗ nào. Yên tâm, anh tới anh đón em này, anh tới anh đón em đây. Không chê anh nghèo, lên châu anh đèo. Chê. Trời ơi, gu ơi là gu. Anh thấy em rồi nè, từ em đứng yên ở đây, em đứng yên ở đây. Để anh cứu em, để anh giải cứu em. Đây, anh đang đào vô. Anh đang đào vô giải cứu em nè, đứng yên đó, đứng yên đó, đứng yên đó. Đây, giải cứu Diễm Gu nè. Anh ơi, em đây, anh đâu rồi? Đây, vô đây, bơi đây, bơi đây, bơi đây, bơi đây. Không, thay vì em bơi em sẽ lấy đập đá để em qua anh. Đây nè, đây nè. Đây, thấy em rồi nè. Đây rồi, em đây. Đây. Rồi tôi đi giải cứu Diễm Gu thành công anh em ơi. Đây lên thuyền thôi, lên thuyền, lên thuyền, lên thuyền. Không chê anh đèo, không chê anh nghèo, lên heo anh đèo. Let's go. Rồi rồi em thấy mấy cái gì hấu Diễm Gu. Thấy anh hao không động đâu nha. Đừng giận. À! Hai. Anh hay lắm. Anh hay lắm. Ấy quên anh chần nhận ra một điều khá là vi diệu, cô biết Diễm Gu. Vậy. Nãy anh em mình đi ngược hướng cái thuyền bên kia kìa. Nào. Ê. Nè. Từ xa xa chúng ta có cái thuyền đắm. Ê, tạm biệt anh, em sẽ đi ra cái thuyền bị đắm. Ê, bây giờ em phải lấy đồ chứ đã. Em ra cái thuyền đó mới lấy đồ được. Phải có cái cửa chứ đúng không? Bây giờ mình sẽ đào gỗ chứ anh em, mà mặc kệ ru rồi là đang nói gì. Mình sẽ gọi là đào gỗ này. Ok. Đó. Trời ơi anh ơi, nguyên cái thuyền còn real không? Màu xanh lá cây. Đập ra được mà. Đập ra. À có cái cửa đây nè. Ở trong nó sẽ có cái bản đồ kho báo đúng không? Đúng rồi, em thấy bản đồ kho báo. Đó, anh nhìn cái thuyền là biết thuyền xịn mà. Ủa, thuyền xịn là có bản đồ kho báo á? Ừ, thuyền xịn là thuyền có bản đồ kho báo. Ồ, hay là em chơi bản đồ kho báo thì em đưa anh đi. Không, em sẽ lấy. Ừ, thật ra là em giữ em mua đâu biết tìm kho báo cái gì đâu. Ừ hé. Ừ hé. Thủy đa. À, em lấy được sắt. Ừ, rất nhiều sắt trong thuyền xịn có rất nhiều sắt nha. Rồi, cô không biết tìm kho báo đâu, cô đưa bản đồ cho anh đây. Anh đang đào không? Rồi, gu giữ bản đồ kho báo đó, giờ gu không tìm được kho báo thì gu giữ làm gì? Thì em giục đây. Đưa cho anh đi, giục phí. Thì anh phải chỉ em
Không, em đưa anh đi rồi anh chị. Em đưa anh đi rồi anh chị. À, thì bây giờ anh chỉ em đi rồi em chỉ phương án cho anh cho. Thì em đưa anh đi rồi anh chị. Thì bây giờ anh phải chỉ em chứ. Không, em đưa bản đồ kho báu cho anh đi rồi anh chỉ em cách tìm kho báu. Bất kỳ em mới đưa cho anh. Trong khi anh không phải chỉ em. Thì em đưa cho anh rồi anh mới chỉ em được chứ. Mà sao em, thì lý do gì em có thể tin anh được? Thì lý do là anh của em. Vô lý chỗ nào, có lý mà. Không, em thấy vô lý. Có lý. Vô lý. Đưa anh đi anh chỉ cho. Đưa chỉ đàng hoàng luôn. Chắc không? Chắc. Nói xạo là anh chó. Ok. Rồi xuống đây đi em đưa anh. Đâu em đang đâu? Em dưới thuyền á. Có cá heo. Ôi bây giờ bên kia nó sa mạc luôn kìa đu ơi. Đu ơi có đồ ăn á đu ơi. Cái thuyền nó có đồ ăn á đu ơi. Từ. Em chế tạo sơ nước đi, em chế tạo sơ nước chưa? Nè đồ ăn ở bên trong đây nè. Trời ơi, có ba cái miếng lúa à. Ok, từ ở đây có ba cái miếng lúa anh em mà không sao, chế tạo bao bánh mì anh lấy xô nước không? Lấy chứ. Nè, xô nước kìa, em lấy rồi. Ok, cảm ơn em. Mười điểm. Mà lấy xô nước làm chi vậy? Cái xô nước đây mình đáp xuống khi mình bị té. Nè, cho đu hai cái bánh mì nè. Ê, sao anh thấy rồi là tự nhiên mình đi ngoài biển mà nó cũng nguy hiểm quá ba. Anh thấy chưa, anh rồi đi trong cái khu vực đó là em anh đi luôn á. Từ, cái bản đồ kho báu đâu? Đu. Em lỡ quên mất tiêu rồi. Hay quá, lên đây. Quán ở đâu? Giỡn nè, trời, bản đồ kho báu đây nè. Cái đó là cái là bài, cái đó là cái đồng hồ mà mày. Bài A, à, đây nè, nhầm. Đâu? Đó. Ok, hiện tại là mình đang hiện tại là mình phải đi về hướng Bắc nè, Đông nè, hướng Tây Bắc. Em chở cho. Ai anh chở, anh chở. Thôi em chở cho đó giờ anh còn chở em. Hướng Tây Bắc, hướng Tây Bắc. Ơ em biết đường mà em đòi chở. Thì anh chỉ đường cho em. Đây, Tây Bắc bên đây. Đó. Nhờ, người bờ gồ, VIP bờ gồ địa lý là phải là biết xác định hướng anh em hiểu không? Hướng Tây Bắc bây giờ bọn mình cứ đi qua hướng Tây Bắc thì đi hẳn qua bên đây là được anh em ạ. Ê, đi vô đó là đi niệm luôn á, đi vô đó là niệm luôn á. Đây rồi, kho báu đang ở gần. Đây, bây giờ em nhìn nhá, em nhìn cái kho báu đầu tiên là em xác định hướng trước. Xác định hướng như nào thì em cứ lên Google, em search là được. Nè, em cầm cái tấm băng đồ thường, cái tấm băng đồ hình vuông đúng không? Thì em sẽ để ý nha, ở phía trên của tấm băng đồ sẽ là hướng Bắc. Ở phía bên phải sẽ luôn là hướng Đông. Đối nghịch với hướng Đông là gì? Người ta thường hay gọi là gì? Đông Tây đúng không? Đối diện với hướng Đông là hướng Tây, đối diện hướng Bắc là hướng Nam. Đó, em đi gần nhớ hai hướng Bắc Đông là em sẽ xìa được hướng Nam Tây. Đó, Tây Nam hiểu không? Sau đó thì em cứ xác định hướng rồi em đi tới cái chỗ kho báu rồi em đánh mấy con quỷ này dưới là ui vô mấy nhóc con qua đây. Qua đây đúng rồi, chơi miếng này đi con. Được không vậy? Đó, tụi nó đang đánh nhau là thấy không? Ồ kìa, kho báu dưới đây nè, kho báu dưới đây xuống lấy đi. Đâu này đây nè. Được vậy anh tới đâu luôn lên được không? Không, giúp đỡ tới đây rồi. Tập tiền cục cát đi, đúng rồi. Chơi gì kỳ quá em đó không? Chỉ để ăn người anh chơi với em vậy nữa. Ê, bây giờ làm gì? Ê, sao xung quanh anh toàn là cát? Ê, ê, có cái thiền nấm nữa. Ê, đúng rồi. Đâu. Cái thiền nấm này thấy nguy hiểm quá mày. Ê, sao nó nguy hiểm chứ anh? Xuống đập hết đồng lê dưới đây đi. Rồi, đập đường vô anh em, bây giờ mình sẽ đập đường vô chứ kìa. Mình sẽ ok hơn nên mà chơi với đuôi này. Ê không phải em chỉ tại em mà lại anh cũng đụng nha, không phải tại em nha. Không nhưng mà tại vì chơi với em không tập trung được em hiểu không? Đó. Đó là ok đây bạn. Video này kết thúc rồi. Và nếu bạn thấy video này thì quên đây là một like và xem video này nhìn một comment cho kênh YouTube của Cinemaso để xem nhiều video hay hơn nha. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp bạn những video kế tiếp. Bye bye từ đuôi. Đuôi. Em thử đứng lên cục đất này coi em có chết không. No!
bực đi ngang nãy giờ. Ta dù trên bờ vai.